tôi ghiền bánh mì, tôi yêu phong cảnh Việt Nam, tôi thích cà phê sữa Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Đi Việt Nam đi. Em có thích Việt Nam không? À, dạ có ạ, dĩ nhiên ạ. Việt Nam rất là đẹp. À, em ạ, nếu mà em suy nghĩ là đồ ăn Việt Nam, như đồ ăn Việt Nam nào là ngon nhất thì là cái câu trả lời của em là gì? À, chắc chắn là phở rồi. Còn cà phê sữa thì sao? À, em thích cà phê đen hơn. À, cà phê đen hơn à? Dạ. Bánh mì thì sao? Em thích ăn bánh mì không? Dạ có, rất là ngon. Ok. À, em nghĩ là người nước ngoài sẽ thích đồ ăn nhất ở Việt Nam. Và cái gì khác? Phong cảnh Việt Nam. Phong cảnh Việt Nam và một điều nữa. Phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam. Yes. Oh yeah, cảm ơn em nha. Hey, chào em. À, chào anh. Em tên gì? À, em tên Vi. À, em có thích Việt Nam không? Dạ thích anh. Nếu cho em đi chơi ở Việt Nam thì em thích đi nơi nào nhất? Em muốn đi khu vực miền Bắc, khu vực Ninh Bình. Miền Bắc hả? Dạ. Tại sao em thích đi khu vực miền Bắc? Tại vì em là người Sài Gòn nên em muốn đi du lịch miền Bắc để em xem nữa. Ở miền Bắc nó có cái gì vui á. Em đi du lịch được nhiều ở Việt Nam chưa? À, hiện tại em cũng đã đi được một số tỉnh thành của Việt Nam rồi, như em đi Hà Nội nè, em đi Ninh Bình, em đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, em đi Đà Lạt, em đi Vũng Tàu, em đi nhiều nơi lắm. À, nếu mà có 3 từ về Việt Nam thì em sẽ nói đó là 3 từ gì? À, nếu mà có 3 từ về Việt Nam hả? Thì chắc sẽ là thân thiện, đẹp và ấm áp. Ok, cảm ơn em nha. Cảm ơn em nhiều. Chào anh. Chúc anh nghiệp với chương trình. Quá chào em. Dạ em chào anh ạ. Em đi đâu đó? Dạ em đang đi dạo phố ạ. Hôm nay sao mặc đồ đẹp vậy? Dạ hôm nay em đi dạo phố và thời tiết đẹp nên là em mặc đẹp ạ. Em là người đâu vậy em? Dạ em người miền Trung anh ạ. Em có yêu Việt Nam không? Dạ em rất yêu Việt Nam. Nếu mà có 3 từ gì đó về Việt Nam thì là 3 từ đó của em sẽ là gì? Dạ thân thiện, vui vẻ và rất là nồng ấm ạ. Rất là nồng ấm? Dạ. Em suy nghĩ là người nước ngoài họ sẽ thích điều gì ở Việt Nam nhất? Dạ đó là con người rất chân thật ạ. À. Con người Việt Nam chân thật. Dạ, và đúng rồi. Và rất là quý khách. Quý khách và rất là hiền từ. Rất là hiền từ. Dạ. À, em có muốn đi du lịch ở khắp nơi Việt Nam không? Dạ tất nhiên ạ. À. Em rất muốn. Hôm nay là một ngày rất là đẹp. Chúc em vui vẻ nha. Cảm ơn em. Cuối cùng bạn suy nghĩ gì về Việt Nam? À, em ghiền bánh mì. Còn bạn thì sao? Phong cảnh Việt Nam. Còn bạn thì sao? Tôi rất thích cà phê sữa Việt Nam. Vậy thì đi Việt Nam đi. Tôi yêu Việt Nam. Yeah.